tại thì mình đang trên đường đi đến nhà của anh Trần Minh Trung đó. Rồi cách đây vài ngày đó, mình có thấy ảnh đăng lên có một cái thông báo là có một cái giống cá mà mình đang tìm mấy ngày hôm nay. Trước giờ đó thì mình đang tìm cái giống cá này, thì hôm nay là đến ngày mình hẹn xuống tới nhà ảnh để mà mình bắt chúng về đó. Xin mời bạn đi theo mình để theo dõi nhé. Còn cái đó là cái giống cá nào á? Cái đó là cái giống cá nào thì cho mình xin được phép giữ bí mật, các bạn hãy theo mình để theo dõi xem cái đó là giống cá nào nhé. Các bạn thì hiện tại mình đang ở trại cá của anh Minh Trung các bạn. Để mình dẫn các bạn đi còn một số loại cá của anh Minh Trung rồi mình ghé qua bên kia ha. Cá vàng các bạn, quá trời luôn. Nay anh đây nè, đây có nhiều dữ nè, hàng mini. Qua cái bể này một điều ngạc nhiên nè bạn, bạn thấy không, kinh khủng lắm, quá trời luôn nè. Ổng đang ép giống hờ rồng tím đây nè. Rồng tím mà làm tay bơi nó hả anh Trung? Phải không? Chuẩn là nó vậy luôn hả anh Phương? Làm ra tỷ lệ đạt cao không ta? Ây, tiếp tục có hàng xịn sò. Coi đen tay bơi. Cá trống nhìn quá đẹp luôn. Đây, dòng tới dòng lui. Ấy cũng dòng về cái loại cá mình đã kiếm này cũng khá lâu rồi đó. Bạn thấy không? Đây là cái loại cá mà mình kiếm này khá lâu. Tiger King Cobra. Đó, bây giờ mình sẽ bắt. Ở trong đây là hai cặp về mình làm phong phú cho cái hồ cá của mình thêm một chút.
Đó. Sẵn một lát chia cho em bịch bo bo luôn được không anh Trung? Sẵn lát chia cho em bịch bo bo luôn nữa không? Cầm nha em ơi. Xuống này không thấy đường rớt luôn. Rồi. Đó, hôm nay có dẫn theo một cái kêu là sư phụ bắt sư phụ lựa cá dùm à. Con đó là quay á. Ừ. Cái sọc đen nhiều là nó như con hổ bình đồ vậy đó. Đen nhiều rồi. Ngon mấy rồi. Ai dẫn không cha dẫn là những cái ở đó là cực thích cái giống này là cái sọc đen của nó nhìn đúng kiểu tiger luôn ha. Trời ơi. Đây, hôm nay cho bạn thấy hàng khủng đây. Quá trời, con cá mái gì. Bổ chả luôn. Nhanh quá, nó nhanh quá. Đó, bạn thấy con cá mái không? Khủng khiếp chưa? Mỗi lần vô đây đều phải nói là mê mấy con cá này.